Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của chú Hề Phong. Và đây là bảng cà phê. Cà phê hôm nay chú Hề Phong với cà phê chúng ta sẽ làm một tiết mục gì để dành tặng cho các bạn nhỏ đây ta? Làm gì đây ta? À, chú Hề Phong, con nghĩ cái của bác xe. À, chiếc xe này đây hả? Chiếc bicycle này đây hả? Ủa, cà phê ở đây là chiếc xe màu gì vậy? Màu hồng tiếng Anh nói là sao nè? Tiếng dễ thương quá. Ủa mà tại sao mình phải đi rửa chiếc xe này vậy ta? Chạy nhiều cho nên là dính bụi dơ. Bây giờ mình rửa sạch để giờ bữa mình đi chơi được đẹp hơn đúng không nào? Vậy thì bây giờ chú Hề Phong nè, cà phê nè, mời các bạn chúng ta cùng đi rửa xe đạp nha. Yeah. Rồi, cà phê ơi, cà phê rửa từ cái bánh nè tới cái bọi xe luôn nha. Cà phê ngồi xuống đi, cà phê ngồi xuống đi. Đó, đúng rồi, sạch cho nó sạch nè. Bánh xe luôn. Ủng hộ chú Hề Phong. Chú Hề Phong nha. Rồi, xin chào tạm biệt.